xin chào các bạn đang theo dõi PKT tiểu sử từ tù giang hồ người nổi tiếng người chồng độc ác nhất Việt Nam dùng điếu cày tiễn vợ đăng xuất vì không được coi là trụ cột gia đình mâu thuẫn vợ chồng lên đến đỉnh điểm khi gia đình nhà vợ Đức tổ chức đám cưới cho em vợ mà không được mời bực tức vì bị khinh thường không được coi là trụ cột gia đình Nguyễn mạnh Đức đã ra tay sát hại người từng đầu ấp tay gối trận giao chiến và án mạng lúc nửa đêm đầu tiên cùng tìm hiểu về lý lịch của kẻ sát nhân tên đầy đủ Nguyễn Mạnh Đức, sinh năm 1976, quê quán xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội, mức án 20 năm tù. Sau khi đi xuất khẩu lao động ở Malaysia về, Nguyễn Mạnh Đức đã gặp và yêu chị Nguyễn Thị Thành, sinh năm 1982. Thấy Đức hiền lành ít nói, chị Thành cũng ưng bụng. Ngày chị Thành đưa anh Đức về nhà ra mắt, ai cũng khen Đức hiền lành ít nói, nhỏ nhẹ như con gái. Nguyễn Mạnh Đức và chị Nguyễn Thị Thành kết hôn với nhau và có hai con chung cũng như bao gia đình khác, sau đám cưới, cuộc sống của họ cứ êm đềm như vậy. Cuộc sống của vợ chồng Đức có những tháng ngày vui vẻ thăng trầm. Chị Thành là một phụ nữ đảm đang, sinh cho chồng đủ nếp đủ tẻ và làm ăn chăm chỉ. Nhưng theo thời gian khi cuộc sống gắn bó lâu dài, những tính tốt, điểm xấu của nhau được gợi ra. Đáng lẽ rằng vợ chồng cần có sự cảm thông chia sẻ, song Đức lại giải quyết các mâu thuẫn đó bằng những trận đòn roi với chị Thành. Một thuận âm ỉ kéo dài giữa Đức và vợ, đến khi chỉ vì một chuyện nhỏ lại gây ra hậu quả của một vụ án mạng đau lòng. Đến khoảng 10 giờ, chị Thành cùng con trai là cháu Nguyễn Mạnh Tuấn, sinh năm 2003, đến đám cưới thì cháu Tuấn mới gọi điện thoại báo cho bố là Nguyễn Mạnh Đức biết. Thế vậy Đức bực mình vì không thấy bố mẹ vợ mời cưới nên nói với con trai, mày bảo mẹ mày không coi bố ra gì cả, bố trụ cột gia đình mà cưới con thông ra không bảo bố đi. Thấy bản thân không được coi trọng, lòng tự ái sĩ diện của Đức lại trực trào sau đó Đức tắt điện thoại và đi ra quán uống rượu cùng bạn bè trong làng. Đến khoảng 18 giờ 30 phút, Đức đi mua thức ăn mang về nhà ngồi uống rượu một mình. Nghĩ về việc gia đình vợ đối xử như vậy, Đức càng uất hận hơn. Lúc này, ý định sát hại người của Đức đã bắt đầu nảy sinh. Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận rằng, lúc ấy có tí hơi men trong người, tôi chỉ muốn sát hại cả gia đình nhà vợ cho bỏ tức. Tôi là chồng của nó mà ông bà lại coi tôi như bù nhìn. Đến khoảng 21 giờ, Đức đi ra trang trại của gia đình ở cánh đồng thôn Nghĩa Lại, xã Uy Nỗ để nấu rượu và ngủ tại đây. Khoảng 30 phút sau, chị Thành đi xe máy ra trang trại để ngủ. Nhưng hai vợ chồng không nói chuyện gì với nhau. Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 7 tháng 11 năm 2021, Đức tỉnh dậy và ra cửa nhà hút thuốc lào. Thấy vợ cũng thức dậy đi vệ sinh. Đức hỏi về việc đi ăn cỗ không nói gì với mình. Khi nói chuyện, hai vợ chồng Đức xảy ra mâu thuẫn dẫn đến lời qua tiếng lại đức đứng dậy cầm điếu cầy dơ lên dọa chị thành lúc này chị thành cũng lấy con dao ở khu bếp đứng trước mặt chồng nói mày bắt nạt tao nếu hôm nay mày mà đánh tao tao sẽ không để yên cho mày nghe vợ nói thế đức cầm điếu cầy dơ lên thì chị thành cầm dao tác động một nhát vào cổ tay trái của chồng làm đức bị thương bực tức vì bị chém đức cầm điếu cầy dơ lên và ra tay thấy tay mình bị vết thương nặng đức lùi lại lấy khẩu trang y tế ở túi quần ra băng lại chị Thành lập tức xông đến chẳng để chồng yên, xô ngã chồng. Rồi Đức vùng đứng dậy cầm điếu cày cùng con dao trên tay vợ gây án. Sau khi vợ đã tử vong, không còn nói thêm lời nào, hắn vứt dao xuống nền nhà rồi lên giường đi ngủ. Đến khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, Đức thức dậy thì thấy vợ nằm bất động ở nền nhà. Bị cáo định đi theo vợ với ý định xuống hoàng tuyền cùng. Một lúc sau, Đức ngất xỉu. Ít phút sau, cháu Tuấn ra trang trại gọi cổng nhưng không thấy ai mở nên đi về nhà. Khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, Tuấn cùng bà nội quay lại trang trại trèo tường vào trong thì phát hiện mẹ đã chết bố nằm bất động trên giường. Đức được đưa đi cấp cứu nên giữ được tính mạng. Lòng vị tha của những người thân Ngày 14 tháng 11 năm 2021, Đức bị công an huyện Đông Anh bắt giữ về hành vi sát hại vợ. Bị đưa ra tòa xét xử, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi sát hại vợ, khai về cuộc sống quan hệ vợ chồng trước và ngày gây án. Đức thừa nhận từng nhiều lần thượng cẳng chân hạ cẳng tay với chị Thành người ta vẫn nói thời gian là phương thuốc có thể chữa lành vết thương hàn gắn tình cảm gia đình song với hai chị em hương tuấn mọi biến cố xảy ra với cuộc sống của họ vẫn như ngày hôm qua nỗi đau mất mẹ người cha vướng vòng lao lý sẽ vẫn đi theo cả hai suốt cuộc đời này chị em hương là kết quả của cuộc hôn nhân dài một phần ba đời người của nguyễn mạnh đức và vợ như bao gia đình khác hai chị em hương vốn có cuộc sống đầy đủ cả bố lẫn mẹ được ăn học đầy đủ nhưng bỗng đâu tai họa ập đến làm đảo lộn mái ấm vốn tưởng chừng kiên cố đó đến khi án mạng xảy ra mẹ chết bố vướng vào vòng lao lý thì chị em hương mới biết giữa hai đấng sinh thành vốn không như mọi người nghĩ mọi người nhìn vào đến khi vụ án chồng sát hại vợ bằng điếu cày được làm rõ mà nạn nhân là mẹ còn hung thủ lại chính là bố hai chị em hương và mọi người trong gia đình mới suy sụp và đau đớn vụ án được gợi lại trong mỗi người có mặt tại phiên tòa gồm gia đình bị cáo bố đẻ của chị Thành và hai người con. Nhiều lần chủ tọa động viên con trai con gái của bị cáo bình tĩnh khi cả hai liên tục rơi nước mắt nghẹn ngào, trong khi con trai út của bị cáo là người đầu tiên chứng kiến cảnh tượng bố mẹ tương tàn. Không được chứng kiến tội lỗi của người bố gây ra với mẹ, song tại phần công bố cáo trạng truy tố của đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cũng như buổi thẩm vấn của hội đồng xét xử tòa án nhân dân Hà Nội hôm đầu tuần tháng 7 Hương cùng em trai và ông bà chú gì mới thấy được tội lỗi của Nguyễn Mạnh Đức. Bào chữa cho bị cáo. Luật sư cho rằng cáo trạng truy tố Nguyễn Mạnh Đức về tội giết người theo quy định tại điểm N có tính chất côn đồ, khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự là không phù hợp bởi thời điểm bị cáo sát hại vợ, bị hại dùng dao tác động Đức trước. Từ đó, luật sư cho rằng bị cáo phạm tội trong trường hợp trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, Tuy nhiên đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện quyền công tố tại phiên tòa không đồng tình quan điểm của luật sư và giữ nguyên nội dung truy tố. Còn theo người con, buổi sáng hôm đó không thấy bố mẹ đâu nên cháu đã chở bà nội đến trang trại. Cậu này nghẹn ngào nói trước tòa, tới nơi cổng khóa nên cháu trèo tường vào và thấy mẹ đã tử vong. Ông ngoại của cháu Tuấn chia sẻ rằng, những lần con gái về nhà có tâm sự chuyện vợ chồng mâu thuẫn, lúc ấy ông bảo con nó như vậy sao không bỏ đi thì chị Thành cho hay bị chồng dọa sẽ sát hại và lo con cái bơ vơ. Khi được chủ tọa hỏi về đề nghị như thế nào về trách nhiệm hình sự, con gái lớn của bị cáo trình bày, mỗi người chỉ có một bố một mẹ, trong khi đó mẹ tôi đã mất rồi, còn một mình bố nên mong tòa xem xét giảm nhẹ cho bố. Cô gái vừa khóc vừa thỉnh cầu, cháu Tuấn cũng đồng tình với những lời thỉnh cầu này. Nghe rõ từng lời gan ruột của các con, ngồi ở bục khai báo phía trước, Đức khẽ đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt bất chợt ứa trào. Người tham dự phiên tòa hôm đó không khỏi thương xót trước hoàn cảnh bi đát của người phụ nữ xấu số, càng chạnh lòng hơn khi nghe những tiếng nức nở thút thít của hai người con. Vụ án hôm đó được gợi lại trong mỗi người có mặt tại phiên tòa, gồm gia đình bị cáo, bố đẻ của chị Thanh và hai người con. Bố đẻ của chị Thành và hai người con, nhiều lần chủ tọa động viên con trai con gái của bị cáo bình tĩnh khi cả hai liên tục rơi nước mắt nghẹn ngào đức ngồi im không một lần quay xuống nhìn những đứa trẻ với gương mặt ướt đẫm nước mắt hội đồng xét xử khẳng định hành vi của bị cáo đức là đặc biệt nghiêm trọng vì đã tước đoạt tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ và điều đau lòng hơn là nạn nhân mà bị cáo nhẫn tâm sát hại lại chính là người vợ mà bị cáo bao năm chung sống dưới một mái nhà Tuy nhiên hội đồng xét xử cũng xem xét đến tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo là gây án trong lúc tinh thần bị kích động mạnh và nguyên nhân khiến bị cáo ra tay cũng có một phần lỗi của bị hại. Sau khi xét toàn diện diễn biến của vụ án, cùng các tình tiết liên quan, hội đồng xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Mạnh Đức 20 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố xét xử. Từ lúc phiên tòa diễn ra cho đến khi ra xe thùng trở về trại tạm giam, Đức không dám quay lại nhìn các con. Có lẽ lúc ấy trong tim của Đức cũng đang rằng xé đau thấu tâm can. Chỉ vì sự tức giận nhất thời, Đức đã không thể kiềm chế được rồi dẫn đến một sự việc đau lòng. Đức đã ra tay cướp đi mạng sống của người vợ đã bao năm đầu ấp tay kể, khiến các con của hắn cũng hận cha thấu xương. Xong đứng trước bục khai báo trước cán cân công lý, con của bị cáo đã đứng lên xin giảm án cho cha. Giá như lúc đó Đức còn một chút phần người nghĩ về tình cảm vợ chồng bao năm, nghĩ về các con thơ, Chị Thành cũng nhịn đi đôi lời thì có lẽ gia đình chị vẫn còn. Các con vẫn được sống dưới tình yêu thương của cha cả mẹ. Vụ án này cũng là bài học đắt giá cho mỗi người trong chúng ta. Mỗi khi mâu thuẫn xích mích thì nên nhìn đó là bài học cảnh tỉnh cho chính mình. Trong giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa, chẳng đời nào khê. Đó cũng là lời nhắc nhở mọi người về cách hành xử trong cuộc sống gia đình, cũng như ngoài xã hội để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc bạn muốn pkt làm về tiểu sử giang hồ tử tù hay người nổi tiếng nào cùng để lại bình luận bên dưới cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ tử tù người nổi tiếng mỗi ngày trên pkt